Nhưng mà đứng lâu cũng được thầy. À, đứng lâu được rồi. À, rồi, ok. Con lại chân này lên. Được rồi. Ra quá chịu nổi. Giờ gà. Chưa là nhiều lần nữa mới được. Chịu rồi, cái này đúng không? Không phải là gì. Bảo nó thích hồn. Cứng luôn. Rồi, phê quá đâu. Không còn gì hết đó. Bỏ chịu rồi. Rồi, phải đâu. Để vào đây, để vào đó đi lộn chỗ. Lộn chỗ. Lộn chỗ. Rồi, qua đi. Tôi biết, vô vào đây. Biết vào đây. Biết vậy đừng lên ha. Thằng Sơn. Rồi. Rồi, nói chứ làm ngon lành về cái có sò ăn liền á. Hôm qua nó vô. Tôi điện về nó bảo đi nói cho mang ba cái sò về vô tặng ông thầy á. Bà nói trời ơi buổi sáng nó có tới chưa vô, nghe nó chưa vô. Nghe chưa vô. Đấy. À bây giờ nó vô nè. Giờ nó vô rồi. Bây giờ nó vô nè. Vô vô nó chạy nó vô nè. Men, men bỏ gốc. Vô. 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 Rồi được rồi, bình tĩnh đứng dậy. Bây giờ không có gậy gốc kia đâu, đừng có bắt tay bắt chân vậy nữa. Bây giờ là đứng dậy, bây giờ đi đi, không có gậy nữa. Mệt bỏ, mệt đi. Không mệt đi, mệt đi, giờ đi đi, đi ngon lành đi. Chạy. Chạy. Chạy.